Xin chào quý vị anh chị các bạn nha, anh mấy chú mấy dì nha. Đó thì mình hôm nay nó đo sổ này còn 43 này, bữa nay này anh chị, 43 này. Nó 43 cái đài là Phú Yên này, Phú Yên 43 này. Ngày năm tháng 2 2024. Đó. Đó là mình đo sổ này anh chị, mình được con 43 được 4 tờ này. Hôm nay mình mua nhiều lắm nha anh chị, mình mua này. 4 tờ. Mình mua 27 tờ hết. Dạ cái để tờ nào không? Không. Hôm nay mình mua 27 tờ nha anh chị. Mình mua 4 tờ là 43 nè. Mua 4 tờ 43. Đó. 4 tờ 43 đây, 4 tờ 43 là hôm nay mình trúng nha anh chị. 43 nè. Mua Phú Yên nè. Ngày năm tháng 2 nè. 4 tờ. Đếm nha, 1 đếm nha, 4 tờ nè, 4 tờ. Đó, mình mua 42 nè anh chị. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ. 7 tờ. 7 tờ bu 2 nữa. Đó đo sổ nha anh chị, đo sổ nè. 7 tờ là vừa mà cái đây không tốn mấy tờ, 2 tờ nè. 7 tờ vừa 4 tờ, 11 tờ, 12 tờ, 13 tờ là không tốn 2 tờ. Đó 63 là mấy tờ nữa. 5 tờ nữa. Là mấy tờ hết. Đó, đồ cái đây nữa nha anh chị. Đó, cái đây là nãy nó mấy tờ này. Đồ quế, cái đây 7 tờ. 7 tờ. Tóm tờ 9 tờ, 10 tờ, 11 tờ, 12 tờ, 13 tờ, 14 tờ, 15 tờ, 15 tờ với 4 tờ, 19 tờ, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Còn 2 tờ nữa đâu, bấu đâu, cầm đâu. Trong điện thoại. Trong điện thoại là mở điện thoại là coi. Mở điện thoại, ui mê mày. Mở điện thoại ra, 73 phải không? 73, 33 hơi. Rồi mở ra, 73, 33 hơi coi. 33, 33 hơi nó qua bên kia hả? Đây đây quý vị, bộ số 3 tờ luôn mà, 4 tờ luôn vậy. Tờ hôm qua. Qua đây anh chị. 36 hơi luôn. 73, 32. 32 nó qua bên nào đây? Ồ bên kia 712. Đó đoan sổ nha anh chị. Đó là đoan sổ nè. Đó đoan sổ đó nha anh chị cô bác. Đó đoan sổ nè. Tại em hôm nay em mua tới 27 tờ giấy số nha anh chị nè. Đó. 27 tờ giấy số mà em trúng được 4 tờ là 43. Hả? Trúng 4 tờ 4 tờ đâu? 4 tờ 43 kia bỏ đây. 4 tờ 43 đó. Đây đoan sổ nha anh chị. Trong cho nó vô đặc biệt cho em đây nè. Em mua tới buôn ai tới 36 bá tờ luôn, là bá tờ luôn. Buôn mua 14 mà nó ra 15 nè. Ô 11, ô bả 15. Trời ơi. Em mua 4 nó ra 15 nha anh chị. Đó 15. Một có bả à không có. Nó vô số 4 thôi, 4 mà ra tốt như đào này. Vậy sao nó ra tốt như nào này? 4177 14 còn nó là 441 nha. Đó thì em trúng, em mua là 27 tờ thì em trúng được 400. Đó, thì em trừ 400 từ 27. Đó, tờ còn được 130 ngò mấy nha anh chị. Đó, hôm nay em còn được 130 ngò đó. Đó, 130 ngò Phú Yên ngày hôm nay. Đó. Ngày thứ hai ngày năm tháng 2 đây. Đó em trúng đây. 43 đây. 40043 đây. Đó, em xuống Quảng Ngãi mà quen đem tiền nha anh chị. Nam 18. Nam 18 mà đây tâm làm. Hả? Đâu tâm làm đâu? Tâm làm nè. Đâu? Nè. Tâm làm em mua tâm làm nha anh chị. Tâm làm em mua tâm làm rồi nằm tóm nha anh chị. Nè, nằm tóm. Rồi tâm làm á, thấy không? À 9 tóm 46 mà em có 4 nè. Đó. Nói chung là em mua 270 mà em trúng được con, em vô em mua nhiều quá nha anh chị, nên nếu mà em mua cái số này thôi nè, 43 thôi thì em có lời nha anh chị, được 400, còn kia cuối cùng trừ hết. Mua 00 đụng đặt lắc, mua 00 nữa à, 00 48. Vô 48 nè. 25. Ồ mà 48. 48 mà ra 5 tóm này thấy không? Đây nè, 48 46. Ồ. Đó, 20 bên này có cái âm. 20. Có, không có. Em mua đại thiên quế mua có một tà thôi. Đó mà 20 không có nha anh chị. 20. Không có. Rồi. Thôi cắt 4 tà đây mơ nhận tiền. Cứ 4 tà mà nhận tiền thôi. Mà 4 tà không tốn không có e. Không tốn không có. Rồi. Rồi cũng thôi cũng đẹp đi. Đã thu dây số nha anh chị, đã vô dây số nha. Đó hôm nay lấy 27 tà mà trúng được 4 tà được 400 được trừ chi phí 27. Còn được 130 nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị đã xem cái clip của em nha. Đó hay chậm đoạn ngồi quay đo số số đây nha anh chị. Rồi.
chúc anh chị mình may mắn phát lộc phát tài trúng số nha anh chị. Mấy hôm nay trúng quá trúng duy nhất quá trời, em trúng hai tờ ở giá ba đúng không, trúng em trúng hai tờ luôn nha anh chị, trúng người ta hai tờ, còn hai tờ nữa là quý. Không có tiền mặt nên không trúng được, phải có dân đất, có dân đất để mà sái vô, để mà sái vô ướt mềm cho ướt mềm nè, mà sái nha cho ướt cái nào bóng ba bóng tờ rồi có rồi đấy mà sai cho đó thì chưa ước á. Rồi. Rồi. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha.